thưa quý vị và các bạn những năm gần đây đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đắk Lây không ngừng được cải thiện nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội thông qua đó nhiều hội viên thoát nghèo mở rộng sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây ngày càng nhiều hội viên nông dân người dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Lây mạnh dạn vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư sản xuất chăn nuôi vươn lên thoát nghèo năm 2014 chị Y Tuyết ở thôn Đắc Mi, xã Đắc Trong, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân 60 triệu đồng. Gia đình đã đầu tư trồng cây cà phê, chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ tham gia tập huấn và thực hiện đúng hướng dẫn quy trình chăm sóc, giờ đây gia đình chị có gần 2 hectare cà phê, 5 con bò sinh sản. Giờ cứ một năm thu được 80 triệu trung bình từ khi vay vốn của ngân hàng thì cuộc sống của gia đình tôi thì cũng tốt hơn nhiều. Nếu ngân hàng cho vay thì chỉ tiếp tục vay để đầu tư kinh tế để cao hơn nữa. Cũng như chị Y Tuyết, gia đình anh A Thập ở thôn Đắc Đoát, xã Đắc Bét vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua tổ chức Hội Nông dân huyện. Qua nguồn vốn vay anh đầu tư trồng bầy lời, cà phê, chăn nuôi bò sinh sản. Qua năm phát triển kinh tế, tích cóp được một số vốn. Năm 2020, anh cùng gia đình quyết định mở rộng thêm chuồng trại chăn nuôi heo đen. Hiện tại anh có 6 con bò sinh sản và 10 con heo đen. Ngoài ra, nuôi thêm gia cầm để cải thiện đời sống gia đình. Từ khi tôi được tiếp cận vốn ngân hàng của tổ chức hội nông dân thì đầu tiên tôi đầu tư vào trồng bưởi lời xong trồng cà phê thì tôi cũng mua thêm bò này. bình quân mỗi năm thì thu hoạch à, trừ các chi phí thì gia đình tôi còn vẫn còn thu nhập được 7 đến 80 triệu một năm từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân huyện Đắc Lây đã triển khai 4 mô hình chăn nuôi tại các xã Đắc Môn, Đắc Pét, Đắc Crong và Thị Trấn. Triển khai 5 mô hình trồng cà phê, cao su, sâm dây tại các xã Đắc Long, Đắc Pét, Đắc Trong, Đắc Crong, Mường Hong, có hiệu quả. Đến nay, huyện có trên 1.900 hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ gần 90 tỷ đồng. Đồng thời thành lập 46 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 11 trên 12 xã thị trấn nhằm hỗ trợ tư vấn nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích trong phát triển kinh tế. Thì thời gian tới hội nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo cho hội viên nông dân cơ sở đặc biệt là các cái tổ hội uh, nghề nghiệp uh, đẩy mạnh hơn nữa cái công tác uh, chăn nuôi, phát triển kinh tế rồi trồng trọt các loại cây có giá trị kinh tế cao, chăn, chăn nuôi các loại con như uh, heo, heo rừng lai, bò uh, cỏ sinh sản, dê, uh, các loại cây để, để nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh hơn nữa việc hội nông dân huyện đắc lây đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất chăn nuôi đã khơi dậy quyết tâm thay đổi đời sống bà con vùng dân tộc thiểu số giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế nâng cao thu nhập thoát nghèo